Xin chào tất cả các bạn. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của đạo diễn Lê Hoàng. Lê Hoàng sinh vào ngày 20 tháng 1 năm 1956 tại Hà Nội, là một đạo diễn điện ảnh của Việt Nam. Ông được biết đến từ thập niên 1990 trong vai trò đạo diễn của những bộ phim mang tính nghệ thuật nghiêm túc như Lưỡi Dao hay Ai Xuôi Vạn Lý. Nhưng chỉ trở nên thật sự nổi tiếng với bộ phim Gái Nhảy, một bộ phim giải trí thuần túy. Anh được cũng tham gia viết bài cho một số báo như Tuổi Trẻ Cười, Thể Thao và Văn Hóa. Các bài viết của anh thường ký bút danh theo tên vợ là Lê Thị Liên Hoàn và viết theo phong cách phỏng vấn, giả tưởng hoặc châm biếm. Lê Hoàng từng học Đại học Xây dựng Hà Nội rồi chuyển sang Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, ngành quay phim điện ảnh và tốt nghiệp vào năm 1982. Sau đó, anh chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc tại hãng phim Giải Phóng. Về sự nghiệp, trong thập niên 1980, anh viết một số vở kịch như Tôi Chờ Ông Đạo Diễn năm 1985, Ngụ Ngôn năm 2000, Câu Chuyện Cổ Tích, Đi Tìm Những Gì Đã Mất. Đầu thập niên 1990, bộ phim Vị Đắng Tình Yêu do anh viết kịch bản đã đạt khá nhiều giải thưởng trong Liên hoan phim Việt Nam và được xem là một trong những bộ phim ăn khách của điện ảnh Việt Nam. Sau thành công này, anh viết tiếp kịch bản Vị Đắng Tình Yêu 2 và tự làm đạo diễn. Anh tiếp tục làm đạo diễn một số phim khác như Lương Tâm Bé Bỏng, Lưỡi Dao, Ai Xuôi Vạn Lý, Chiếc Chìa Khóa Vàng và đã đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Năm 2001, Lê Hoàng được hãng phim Giải Phóng giao kịch bản bộ phim Gái Nhảy. Bộ phim này sau đó có doanh thu khoảng 12 tỷ đồng, một kỷ lục về doanh thu của điện ảnh Việt Nam tính từ khi đổi mới. Năm 2016, Lê Hoàng tham gia chương trình Học viện Danh Hài với tư cách là ban giám khảo. Về đời tư, Lê Hoàng đã kết hôn với Lê Thị Liên Hoàn sinh năm 1958 vào năm 1982. Hai người yêu nhau từ rất sớm và khi vào Nam lập nghiệp là cưới nhau. Hai người đã có hai người con. Các bộ phim do đạo diễn Lê Hoàng: Vị Đắng Tình Yêu 2 năm 1991, Lương Tâm Bé Bỏng năm 1993, Lưỡi Dao năm 1995, Ai Xuôi Vạn Lý năm 1996, Chiếc Chìa Khóa Vàng năm 2001, Gái Nhảy năm 2003, Lọ Lem Hè Phố năm 2004, Nữ Tướng Cướp năm 2004, Những Thiên Thần Áo Trắng năm 2009, Tối Nay 8 Giờ năm 2011, Cát Nóng năm 2012, SOS Sói Trắng năm 2017. Lê Hoàng phát biểu về mốt mẹ đơn thân. Phong trào làm mẹ đơn thân ngày hôm nay phát triển rầm rộ khi còn được xem là mốt đã khiến cho Lê Hoàng vô cùng kính nể chị em. Dù kính nể tới mấy, do bản chất nhát gan, Lê Hoàng chắc chắn rằng không dám làm cô nào thành mẹ đơn thân cả. Đâu phải riêng gì Việt Nam, ngay cả trên thế giới, phong trào mẹ đơn thân đang có bước tiến nhảy vọt. Đàn ông khắp nơi đang đón nhận tin này thì nửa mừng, nửa lo. Lo vì nếu như cô nào làm mẹ đơn thân thì ai nấu cơm, quét nhà, giặt đồ cho họ? Ai theo họ về dinh? Mừng vì nếu như có chuyện gì xảy ra, phụ nữ sẽ tự giải quyết. Con trai có thể chuồn êm theo cách an toàn, không còn sung sướng nào hơn. Nên về cơ bản, khi nói về vấn đề này, thái độ của đàn ông đó là ớm ở, nửa nạc, nửa mỡ, không có chứng kiến xác đáng mà cư xử tùy theo như điều gì có lợi cho mình. Theo như Lê Hoàng, phụ nữ nuôi con một mình có rất nhiều dạng, không ai giống ai mà căn bản có thể phân thành các loại. Một loại cố tình đơn thân, có chủ trương đường lối kiên định ngay từ lúc đầu, dù cho bất kể bố đứa bé ra sao sẽ không cưới. Loại này thì cực kỳ hiếm, cực kỳ bản lĩnh, thành đạt và cũng giàu có. Nguyên nhân là thích tự do, thích hưởng thụ kiểu cảm xúc, tôn trọng mình có một cách tối đa, hiểu đàn ông sâu sắc, coi dư luận nhỏ hơn là lông con thỏ, tha chết chứ không chịu làm dâu. Loại thứ hai, loại bị lừa. Những cô này là định yêu đàng hoàng, cưới nghiêm túc. Đám cưới sẽ có dự định có rót rượu sâm banh, cắt bánh và bố mẹ hai bên đến chúc tụng.
có em xin nói những câu xến và đọc các câu thơ phát gai cả người. Nhưng vớ phải chàng Sở Khanh, đã Sở Khanh tất nhiên là đẹp trai, nói giỏi và chuồn giỏi, thường chuồn vào những lúc cao trào nhất để hai mẹ con chờ vờ. Đấy là mẹ đơn thân, tội nghiệp khá cay đắng, luôn cần bám víu, mất niềm tin ở đời và đàn ông. Lúc con cái lớn lên, nhắc đến bố nó là uất ức thở dài. Các cô này làm hỏng đời mình và cũng có khả năng hỏng nốt đời con. Loại thứ ba, loại đi lừa đàn ông mà bị lừa lại. Nói ra thì quá tàn nhẫn, mà có nhiều người thiếu nữ như thế. Họ thấy chàng quá ngon lành, gia tài thì cách xù, đẹp trai, sáng rực và kiến thức đầy mình. Tóm lại là mọi tiêu chuẩn đều rất ngon, không chịu nổi thế là giáp tâm chiếm đoạt với nhiều cách. Cách sơ sài là phục chàng đi chơi khuya, uống rượu say rồi để mặc cho bản năng quyết định. Khi mà có con thì bắt bí chàng. Nào ngờ chàng tuy là tử tế nhưng vẫn kiên quyết tha chết chứ không chịu cưới, tha đưa tiền nuôi con cả đời vẫn không cưới. Thế là người mẹ phải độc thân. Các cô gái kiểu này vừa đáng thương vừa đáng giận, mà có lẽ phần giận nhiều hơn. Họ định gài bẫy mà không ngờ bẫy sập vào mình, bởi vì pháp luật có thể buộc đàn ông trả tiền để nuôi con chứ không bao giờ buộc anh ta cưới, là điều lắm các thiếu nữ hay quên. Loại thứ tư, trở thành người mẹ đơn thân do một cơn ngẫu hứng. Nghe thì tưởng như đùa mà tiếc thay, chuyện ấy có thật. Đấy là một cô gái ngây thơ, vô tư trong sáng, hoặc là cô gái sôi nổi, có kiến thức, tự do, độc lập, và trong chuyến du lịch nào đó, một đêm đi bar nào đó mà đã rung động bất thình lình, hoặc là cao hứng đột ngột, đã xảy ra tình một đêm rồi dính bầu. Trường hợp này 99% họ sẽ bỏ nó đi, mà vẫn có 10% cô gái có trời biết lý do gì thì bỗng nhiên giữ lại. Vậy là thành mẹ đơn thân, mà có khi là suốt đời không tìm ra cha của đứa bé, hoặc không hiểu chàng đó là ai. Đấy là cơ hội rất tuyệt vời để điện ảnh khai thác thành một kịch bản. Những cô gái sẽ nuôi con bằng chính nghị lực của mình và bằng một chút lãng mạn khá thơ hồ, và lúc đêm khuya mang ra để ngắm nghía cho sang. Loại thứ năm, trở thành mẹ đơn thân vì tai nạn. Nghe có vẻ là kỳ quái, chứ chuyện này thì phổ biến vô cùng. Khác với ngẫu hứng, đó là dù sao cũng có sự thăng hoa. Tai nạn là chả hiểu gì cả, cứ tưởng như thế thì không sao, do quan hệ vừa dễ dãi, vừa không cẩn thận, vừa vô tư vì hồn nhiên. Hồn nhiên đến mức nhiều khi có bầu mấy tháng chả biết gì, nước tới chân cũng không nhảy, tới cổ mới nhung nhích cái đầu. Gặp mẹ đơn thân vì tai nạn luôn cảm thấy tiếc cho họ vô cùng, bởi chỉ có chút kiến thức, cuộc đời của họ đã khác đi. Ta không hiểu vì sao họ lại coi thường việc lớn tới như thế. Thủ phạm ở đây đó là sự giáo dục và giới tính không kỹ. Sự bưng bít thông tin đã khiến cho cô gái không có chút đề kháng sơ đẳng nào. Gần như là trong tất cả các trường hợp này, cô gái đều lấp liếm từ cha mẹ, bạn bè cho đến phút cuối cùng. Khi cô quyết định thổ lộ hỏi ý kiến mọi người thì đã quá muộn. Loại thứ 6, mẹ đơn thân vì theo mốt. Nói ra thì thật buồn cười, nhưng luôn có bộ phận nhỏ thiếu nữ hễ là thấy cái gì có vẻ nội loạn đó là làm, từ nhuộm tóc, đeo khuyên tới xăm mình và làm mẹ đơn thân. Những cô gái như thế gọi là bản lĩnh cũng được, và gọi là cá tính cũng được, và gọi đó là điều cũng được, nốt bởi khao khát nổi bật cao. Những cô gái này thì dễ bị tình trạng tuy có con dễ dàng mà lại không yêu quý con, bởi vì họ cần sự nổi tiếng hơn là cần đứa bé. Nếu như nói thẳng thắn thì phụ nữ kiểu này thì có lấy chồng chẳng hạnh phúc, vì họ chả khi nào muốn trở thành một phụ nữ của gia đình. Đàn ông bặm trợn thì thích mẫu này, đàn ông hiền lành thì chỉ nhìn thấy cũng đủ để toát hết mồ hôi. Loại thứ 7, trở thành mẹ đơn thân do fan cuồng. Cái này thì thỉnh thoảng vẫn có. Nhiều thiếu nữ thì say mê một diễn viên, một ca sĩ hoặc là một thần tượng nào đó đến mức sẵn sàng có con cùng với anh ta, bất kể anh ta có vợ hay là chưa, có chu cấp công nhận đứa con này hay không, chỉ được xơi chàng là vui rồi. Đó cũng là nguyên nhân khi những ngôi sao bóng đá hoặc điện ảnh lìa đời bỗng nhiên có rất nhiều đứa bé nhận đó là bố và tòa án phải xử liên miên. Trong số đó có thiếu nữ đòi chia gia tài, có thiếu nữ chả cần gì, chỉ cần được công nhận, và có cả thiếu nữ chôn chặt bí mật này mãi mãi trong tim.
Nói tóm lại là hiện tượng mẹ đơn thân sẽ không bao giờ là đơn giản. Ẩn giấu sau đó là một sự thay đổi của xã hội về văn hóa và cả lối sống và cả kinh tế. Tôi dự đoán nó càng ngày được phát triển và chúng ta đừng có mà lên án một cách vội vàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.